Cho mình thành đôi. Và anh Pháp đang nói với Thu Thủy rằng là: em ơi, từ nay là em đã làm dâu nhà anh, mà giường đơn anh đã ghép lại để thành giường đôi. Căn phòng tuy bé nhỏ nhoi, cái chăn đã sắm, cái nồi đã mua, mà mẹ chồng đi chợ trời mưa, mà em đi cô tổng đón đưa mẹ về. Thưa toàn thể hội trường thân mến, để tiếp theo trong chương trình Vui Lòng Ăn ngày hôm nay, xin mời toàn thể chúng ta cùng hướng sân khấu và làm quen với giọng hát của anh Ngọc Đại. Xin mời anh Ngọc Đại sẽ cùng gửi lại một ca khúc hay nhất trong buổi trưa này.